Tại Đồng Nai, thông tin từ Sở Y tế tỉnh, trong tuần vừa qua, toàn tỉnh ghi nhận 7 ca nhiễm COVID-19, tăng mạnh so với tuần trước đó, chỉ ghi nhận 1 ca. Trong số 7 ca mắc COVID-19 mới, có 3 ca bệnh thuộc chùm ca ghi nhận tại công ty trách nhiệm hữu hạn Pochen Việt Nam, thành phố Biên Hòa. 2 ca bệnh diễn tiến nặng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. 2 ca còn lại ghi nhận tại huyện Định Quán và huyện Thống Nhất. Trước diễn biến mới của dịch COVID-19, để tiếp tục kiểm soát tình hình, không để dịch bệnh bùng phát trở lại, Sở Y tế đề nghị Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế các huyện, thành phố theo dõi sát các chùm ca bệnh COVID-19 mới phát sinh có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các chùm ca bệnh phát sinh tại cơ sở sản xuất, cơ sở giáo dục.